Chào mừng các bạn khán giả cùng quay trở lại với Highlights ESF 2021, bộ môn eFootball PES. Ngay bây giờ sẽ là những diễn biến của vòng 1/8 với cuộc đối đầu giữa Thành Mù và Tabi. Trong khe dành cho Atomelo, lóp bóng! Đây là những gì chúng ta đã nhắc đến rất nhiều trước trận đấu này. Những tiếng lóp bóng ở tốc độ rất cao và ngay cả một Atomelo không phải là cầu thủ lóp bóng quá nhiều ở Juve ở trong mùa bóng vừa qua, nhưng đối với Thành Mù, mọi cầu thủ trên sân đều có thể trở thành một điểm đến uy tín để có thể thực hiện skill sở trường của mình. Hãy cùng chiêm ngưỡng lại siêu phẩm này. Đúng là những gì chúng ta được nhắc đến trước trận đấu của Hải Ngoại Tâm. Thành Mù đang pressing rất là tốt. Đây là một tiếng tấn công của Tabi. Lewandowski dừng lại một nhịp. Müller kia, đúng rồi, một đều. Những tình huống xử lý vùng X rất dị, cũng là những điều chúng ta được chứng kiến quá nhiều ở Tabi Tuấn Anh rồi. Những tình huống mà sẽ khiến cho hậu vệ đối phương sẽ cảm thấy bị lỡ trớn, và Müller đã thực hiện thành công. Thế trận rất cân bằng, và một bàn thắng nữa thôi của Tabi sẽ khiến cho những nhận định của anh Tâm Vigo trở nên thành hiện thực. Đây rồi, dứt điểm, cú đá 2-1 rồi. 2-1, lại là Seke Granby. Sau tiếng bỏ lỡ đầu tiên thì Granby đã thành công với một tình huống có phần hơi lập bập một chút ở khu 16m50. Seke Granby. Đây là một tình huống vô ích của Tabi. Granby thực sự là rất là dị ở trong một không gian mà quá hẹp như này, mà theo sát bởi các trung vệ thì Tabi vẫn thực hiện được một tình huống qua người đơn giản và cơ bản đến như vậy. Nên có những phương án khác để tiếp cận được khung thành của Tabi nhiều hơn khi mà Tabi đang chơi phòng ngự hay mà kiểu sút bóng cũng hay nữa. Đúng vậy, nhưng mà quan trọng bây giờ phải lấy lại thế trận. Đây rồi, Lewandowski! 1-0 dành cho Tabi Tuấn Anh. Chưa thấy được sự hiệu quả từ Thành Mù đâu trong sự pha điều chỉnh, nhưng Tabi Tuấn Anh đã lên tiếng với một pha dứt điểm quá tinh tế của Lewandowski. Chúng ta cùng xem lại và chiêm ngưỡng lại pha làm bàn này. Một tiếng phối hợp hay của Bayern Munich, xuất phát từ Joshua Kimmich rồi Müller, một chạm với đường chuyền bóng tinh tế dành cho Lewandowski. Và như vậy là quá đủ để cho tiền đạo người Ba Lan hạ gục được khung thành của Szczesny bên phía Thành Mù. Lâu hơn một kèo đấu kinh điển như này mà chúng ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Lại là một tiếng bỏ bóng, tôi nghĩ rằng Tabi Tuấn Anh làm rất nhiều trong kèo đấu này. Lewandowski! 1-0 dành cho Tabi Tuấn Anh. Một quả tạt bóng như đất dành cho tiền đạo người Ba Lan. Và Tabi Tuấn Anh tiếp tục là người nổ súng trước ở trong trận đấu này. Một tình huống người ta gọi là L1, đúng không anh Tâm? L1 để bỏ bóng. G2 để bỏ bóng. À, đúng. Ngược lại đối với Tabi Tuấn Anh, đó là Thành Mù đang chơi có phần tối tăm trong từng đường chuyền. Đây rồi, cơ cho Thành Mù, dứt điểm. Không vào không, bàn thắng đến với Thành Mù rồi, 1-0. Cuối cùng thì Thành Mù đã tìm được cho mình một phương án để tiếp cận đối với khung thành của Neuer bên phía Box Gaming Tabi. Và vùng X2 của Pablo Dybala. Nhưng tôi tin rằng Box Gaming Tabi biết phải làm gì và cũng không muốn kéo dài trận đấu này thêm. Ronaldo! Thành Mù đã quay trở lại rồi. 2-1 dành cho Thành Mù. Những sự điều chỉnh của Thành Mù đã phát hiệu quả, đặc biệt ở game đấu này. Đường chuyền hay dành cho Goretzka. Leon Goretzka, Granby, vô ích, Granby loại bỏ rồi, đường chuyền vào. Đúng như những gì tôi đã nói, nếu cứ chơi như này Thành Mù sẽ tiếp tục phải nhận bàn thua. Trong khi Tabi Tuấn Anh vẫn chơi cực kỳ bình tĩnh ở những tiếng vô ích. Đúng không anh Tâm, những tiếng vô ích có thể nói là sở trường của bên phía Tabi Tuấn Anh. Lewandowski. Thôi xong rồi, chúc mong tình không được, rất nguy hiểm. Thực sự là tôi rất tiếc cho pha bóng vừa rồi của Thành Mù. Một sai lầm tới từ các cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng áo trắng. Và Choupo-Moting là người được hưởng lợi nhiều hơn. Một lỗi rất ngớ ngẩn của Vojak Szczesny mà tôi nghĩ rằng Thành Mù cũng không mong muốn như vậy. Choupo-Moting là người được hưởng lợi ở pha bóng này.
Chiellini cùng với Bozzacesti đã có pha vào bóng thực sự là vô duyên. Đó là những tình huống nổi bật trong ngày thi đấu hôm qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng giải đấu ISF 2021. Xin chào và hẹn gặp lại ở các số tiếp theo. Với sự tham dự của 128 vận động viên, tất cả sẽ chiến đấu hết mình vì đam mê và chinh phục ngôi vị cao nhất của giải đấu, với số tiền thưởng dành cho nhà vô địch lên đến 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhà vô địch sẽ tham gia giải vô địch thế giới tại Israel tại bộ môn Pass. Đón xem vòng loại vô địch thế giới Pass 2021 tại Việt Nam từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8 trên cả một đám. Cảm ơn Vireza, Viettel Media, eFootball Việt Nam đã tài trợ cho giải đấu này. Cảm ơn tin.vn, cả bóng đá, X Gaming đã đồng hành truyền thông cho IESF Esports World Championship 2021.